đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính 17 chứ 9. Chúng ta sẽ tính xem 17 chứ 9 bằng bao nhiêu. Đề bài cũng cho gợi ý là chúng ta sẽ sử dụng tia số để giải phép tính này. Ở bên dưới, chúng ta có một tia số. Trên tia số này, chúng ta có thể thấy số 17 nằm ở vị trí được tô màu xanh. Chúng ta sẽ dịch sang trái 9 bước, vì đây là phép tính 17 chứ đi 9. Chúng ta sẽ dịch sang bên trái 9 bước tiếp theo các bạn hãy dừng video lại và thử nghĩ xem 17- chứ 9 sẽ bằng bao nhiêu nhé được rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ vạch 17 chúng ta đang ở vạch 17 và chúng ta cần phải dịch sang trái 9 bước vậy chúng ta sẽ dừng ở vạch nào trên tia số nhỉ chúng ta dịch một bước hai bước 3 bước 4 bước 5 bước 6 bước 7 bước 8 bước và 9 bước chúng ta đã lùi lại 9 bước trên tia số. Sau khi chúng ta lùi lại 7 bước, chúng ta dừng ở vạch số 10. Vậy, sau khi lùi thêm hai bước nữa, chúng ta sẽ đến được vạch số 9 và vạch số 8. Vậy, sau khi lùi tiếp hai bước, chúng ta dừng ở vạch số 8. Vậy nên, 17 chứ 9 sẽ bằng 8. Hoặc ta cũng có thể viết lại thành 8 bằng 17 chứ 9. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong phép tính này.